Thủ đô Jakarta của Indonesia là một trong những thành phố có tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới. Trước thực trạng này, một dịch vụ taxi bằng máy bay trực thăng đã vừa đi vào hoạt động tại đây, mang đến một giải pháp tiện lợi về giao thông và hứa hẹn thành công về mặt kinh doanh. Một hình ảnh thường thấy tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Với hơn 10 triệu dân, đây là một trong những thành phố có tình trạng tắc đường tồi tệ nhất thế giới. Và khi những con đường vẫn cứ tắc dài, thì người ta nghĩ đến một loại hình vận chuyển trên không. Dịch vụ taxi trực thăng ra đời. Dịch vụ có tên Helicity của công ty White Sky Aviation hiện thu hút khoảng 60 lượt khách mỗi tháng. Hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ, người dùng chỉ cần đặt chuyến bay trên ứng dụng điện thoại di động rồi tới nơi đỗ máy bay và cất cánh. Jakarta là một thành phố khá đông đúc. Chúng tôi cần một loại phương tiện vận chuyển giúp mọi người di chuyển từ nơi này đến nơi khác ngay lập tức. Vì vậy, trực thăng sẽ là một trong những giải pháp thay cho đường sắt hay đường bộ. Dịch vụ Helicity trước đây chỉ phục vụ khách hàng là các doanh nhân, nhưng nay đã mở rộng phục vụ đối tượng khách hàng trung lưu. Một chuyến bay từ sân bay Jakarta về trung tâm thành phố mất 20 phút, cước phí 6 triệu rupiah cho 4 người, tương đương 9 triệu đồng. Nếu đi bằng xe ô tô, rất có thể phải mất hàng giờ chờ đợi trên đường nếu bị tắc đường. Tuy nhiên, cước phí của loại taxi đặc biệt này vẫn nằm ngoài tầm với của hầu hết người dân Jakarta, nơi thu nhập trung bình hàng tháng chỉ vào khoảng 3,5 triệu rupiah, tức khoảng 5,5 triệu đồng. Mặc dù vậy, tương lai của loại hình dịch vụ này khá là hứa hẹn. Công ty White Sky Aviation dự định triển khai dịch vụ taxi trực thăng ở nhiều thành phố khác của Indonesia. Chúng tôi đã mua thêm máy bay trực thăng để phục vụ nhu cầu. Chúng tôi đang cung cấp nhiều khu vực cất và hạ cánh hơn. Không chỉ ở Jakarta, chúng tôi đã cân nhắc mở dịch vụ ở Bandung, Sukabumi hoặc Cirebon. Lúc đó mọi người sẽ có thêm giải pháp để đi tới những khu vực gần Jakarta. Một chiến lược tích cực mà White Sky đang thực hiện để biến kế hoạch taxi trực thăng trở thành hiện thực đó là ký một thỏa thuận với nhà khai thác sân bay quốc tế Angkasa Pura để xây dựng một bãi đỗ cho trực thăng ở ngoại ô Jakarta và cung cấp dịch vụ cho thuê trực thăng phục vụ sơ tán y tế trực tiếp và các chuyến bay hạng sang đến và đi từ sân bay. Dịch vụ Helicity của White Sky sẽ là động lực để thúc đẩy thị trường cho thuê trực thăng vốn có không ít công ty ấp ủ nhưng vẫn còn chần chừ, giúp ngày càng nhiều người dân Indonesia thoát ác mộng tắc đường. Đây cũng hứa hẹn là một ngành kinh doanh mới gặt hái thành công, không chỉ tại Indonesia, mà tại một số quốc gia ASEAN khác, nơi cũng có chung tình cảnh tắc đường và tầng lớp trung lưu giàu có trong xã hội đang gia tăng nhanh chóng.